các bạn, chào mừng các bạn đến với kỹ năng nghe. Vâng, kỹ năng nghe đúng không? Rất nhiều bạn trăn trở: thầy ơi, em điểm nghe kém quá, thầy ơi làm thế nào để nghe tốt bây giờ ạ? Đúng không? Vậy thì trong kỹ năng này, mình sẽ hướng dẫn các bạn trong 6 video clip. Clip đầu tiên này là clip hướng dẫn, và 5 clip sau chúng mình sẽ đi vào từng vấn đề cụ thể để giải quyết bài toán khó khăn này. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Vâng, câu hỏi luôn được đặt ra: vì sao chúng ta học nghề tốt? Tại sao nhỉ? Rất là đơn giản thôi. Có rất là nhiều lý do. Lý do thứ nhất, đó là do chúng ta nghe ít quá, đúng không? Chúng ta chỉ phụ thuộc vào thầy giáo. Lên lớp, thầy giáo cho nghe bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu. Còn không, ở nhà không nghe một chút nào. Ok? Xem anime cũng thế thôi. Xem anime thì không chú tâm vào, không nghe được cái gì, toàn xem nội dung cả. Thì rất là chán, đúng không? Đấy là hậu quả. Hậu quả là chúng ta là gì? Không nghe được đấy. Lý do thứ hai, đó là thiếu từ vựng, đúng không? Các bạn học từ vựng rất là ít. Chẳng hạn như các bạn đã học lên N4 rồi, bùm hát nghe luôn N3, vậy thì không nghe được cái gì cả, thiếu từ vựng mà, đúng không? Rồi thì ở nhà không học từ vựng, nên lớp thầy giáo cho học bao nhiêu từ vựng ấy, về nhà có học được mấy đâu. Xong đến lúc vào bài đọc chẳng hạn, đúng không? Không biết từ này là từ gì, từ này từ gì. Thì thiếu từ vựng cũng là một nguyên nhân của chúng ta. Và nguyên nhân thứ ba, đó là do các bạn học chưa đủ ngữ pháp, thiếu ngữ pháp, đúng không? Chúng ta phải học hết ngữ pháp N3 đi. Ngữ pháp N3 liên quan đến văn nói rất là nhiều, đúng không? Vậy thì chúng ta nói được rồi thì tất nhiên là chúng ta sẽ nghe rất là rõ ràng. Và chúng ta cần phải cải thiện kỹ năng nghe này, đúng không? Bằng cách là thứ nhất là phải nghe nhiều, không chỉ ở trên lớp. Chúng ta về nhà chúng ta phải nghe 3 tiếng, 4 tiếng, đúng không? 5 tiếng, tùy thuộc vào thời gian, quỹ thời gian của mỗi người. Trên xe điện, trên xe buýt cũng phải nghe, được chưa nhở? Tiếp theo đó là học nhiều từ vựng. Nhìn thấy cả học nhiều từ vựng. Từ vựng rất là quan trọng nhá. Khi mà nghe chúng ta chỉ cần bắt được từ thôi là chúng ta có thể nghe được nội dung của cả bài rồi. Ok. Thứ ba đó là chúng ta nên học kỹ ngữ pháp. Đấy chứ, học kỹ ngữ pháp. Ngữ pháp N3 không khó đâu. Các bạn xem các clip của Thành rồi đúng không? Không, chẳng có gì là khó khăn cả. Chúng ta học hết ngữ pháp đi, hết từ vựng đi rồi nghe sẽ trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể nghe trước được, không có vấn đề gì cả. Vâng, chúng ta cùng nhau bước vào mục đích. Mục đích của chúng ta học nghe để làm gì? Học nghe để đạt điểm số cao trong kỳ thi GRPT, luyện thi N3, đúng không? Vậy thì trong cái bài thi GRPT này có mấy câu hỏi, đúng không? Đây, trên này mình ghi đầy đủ rõ ràng đây. Có 5 câu tất cả. Câu thứ nhất đó là hiểu vấn đề. Câu thứ hai đó là hiểu cái điểm nhấn của nó. Câu thứ ba đó là hiểu khái quát. Câu thứ tư là hiểu cái cách phát ngôn và đối đáp nhanh. Nội dung cụ thể như thế nào thì trong các clip sau chúng ta sẽ đi vào từng vấn đề cụ thể, 5 clip. Ok. Tuy nhiên bao giờ chúng ta cũng phải học những cái phần dễ trước, đúng không? Chúng ta sẽ học môn bài 4, tức là bài 4 trước, đó là hiểu phát ngôn, đúng không? Hội thoại ra sao. Thứ hai đó là đối đáp nhanh. Thứ ba đó là hiểu vấn đề. Thứ tư là hiểu điểm nhấn. Và cuối cùng đi về khái quát toàn nội dung cả bài nghe, được chưa nhở? Và đây là tờ điền đáp án. Bạn để ý xem, câu 1, đúng không? Câu 1 sẽ có 6 câu hỏi. Câu 2 sẽ có 6 câu hỏi. Câu 3 sẽ có 3 câu hỏi. Tất cả câu 1, 2, 3 này điểm số rất là cao. Nên các bạn chú ý nhé, 3 điểm một câu. Và cái môn đai 4 đây này là môn đai mà chúng ta sẽ học đầu tiên. Nó có 4 câu hỏi thôi, mỗi câu 2 điểm, nhưng mà nó rất là dễ, chúng ta đừng để vuột khỏi tầm tay của mình. 8 điểm quý giá. Và cuối cùng là môn bài 5 này, có 9 câu hỏi, lại cực dễ, đúng không? Cực dễ nên là gì, là những cái điểm dễ dàng nhất thì chúng ta cần phải lấy được, đúng không? Nó trong khả năng của mình phải lấy được những điểm số quan trọng này, được chưa nhỉ? Vậy thì mục tiêu của mình đưa ra đó là các bạn sẽ đạt được 50 đến 60 điểm trong kỳ thi này, đúng không? Chúng ta cùng nhau cố gắng đạt được mục tiêu này nhá. Ok. Rất mong những clip tiếp theo của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong kỳ thi GRPT. Chúng ta cùng nhau đi đến clip tiếp theo.